Sáng ngày 12 tháng 3, phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm tiếp tục với phần xét hỏi của các luật sư. Kể về gia thế của gia đình, bà Trương Mỹ Lan cho biết mẹ bà tên là Kha Yêu, là tiểu thương chợ Bến Thành, bán mỹ phẩm và nhiều mặt hàng khác. Năm 1992, nhà nước cho phép thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn. Lúc đó mẹ bà đã tích lũy được một số tài sản, vàng bạc, nhà cửa để bà có nền tảng kinh tế tốt. Đồng thời, năm 1992, bà gặp chồng bà khi ông đi đầu tư. Hai người nên duyên và chọn ở lại Việt Nam đầu tư. Bà Lan cho biết bà muốn làm nhiều việc phát triển kinh tế cho Việt Nam. Về việc hợp nhất ba ngân hàng thành ngân hàng SCB, bà Lan cho rằng ngân hàng nhà nước mời nhiều người nhưng người ta không muốn vào nên vận động bà. Lúc đó bà có khách sạn Windsor là khách sạn năm sao đầu tiên ở Việt Nam, nổi tiếng tại quận 5 nên đồng ý cho mượn tài sản. Khi bà đồng ý, bà đã thế chấp khách sạn Windsor để vay ông Trần Bắc Hà 15.000 tỷ. Ông Bắc Hà đi vay ngân hàng nhà nước cho SCB. Sau đó, ông Bắc Hà rút nên bà phải giải chấp cho ông 15.000 tỷ. Về cáo buộc thâu tóm cổ phần tại SCB, bà Lan khẳng định cổ phần không phải của bà mà của bạn bè bà. Về việc cáo trạng nêu, bà Lan là người có quyền lực chi phối hội đồng quản trị SCB, bà Lan khẳng định không có hứng thú với ngân hàng nhưng do có nhiều tài sản nên các anh em SCB ngộ nhận. Về việc cáo trạng nêu có nhiều công ty ma trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, bà Lan cho rằng tất cả các khoản vay đều có tài sản đảm bảo thì làm sao gọi là công ty ma. Còn các công ty khác bà Lan cho rằng không liên quan gì đến Vạn Thịnh Phát và xin hội đồng xét xử xem xét lại. Bà Lan đề nghị hội đồng xét xử xem xét kỹ về số tiền được cho là bà chiếm đoạt và gây thiệt hại về tội danh tham mô tài sản, đưa hối lộ. Bà Lan nói cho phép bà chuyển phần 1.000 tỷ của ông Nguyễn Cao Trí đến SCB vì SCB đang rất cần tiền. Ngoài ra, bà Lan cũng đồng ý đưa 13 tài sản khác ngoài danh mục kê biên, phong tỏa để khắc phục hậu quả vụ án.